hôm 25 tháng 10, trên mạng xã hội Ukraine đã chia sẻ đoạn video được quay bằng máy bay không người lái UAV cho thấy hệ thống HIMARS của quân đội Ukraine liên tiếp phóng tên lửa và đánh trúng mục tiêu chính xác. Cuộc tấn công đã làm nổ hệ thống phòng thủ đất đối không Buk của Nga. Cả Nga và Ukraine vẫn chưa lên tiếng bình luận về đoạn video trên. Còn theo chú thích của Defense of Ukraine, việc phá hủy hệ thống phòng không Buk M2 của Nga thực sự là đáng kinh ngạc. Trong khi đó, một tài khoản khác trên X cho hay hệ thống phòng không Buk M2 của Nga bị phá hủy nằm ở khu vực Zaporizhia. Ukraine đã nhận được hệ thống HIMARS theo chương trình hỗ trợ quân sự của phương Tây. Việc sử dụng HIMARS, một hệ thống tên lửa chính xác do Mỹ cung cấp cho Ukraine, cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của Kiev vào vũ khí nước ngoài trong nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga và giành lại các khu vực bị chiếm đóng. Hệ thống Buk nổi tiếng với việc bắn hạ máy bay và bảo vệ lực lượng Nga khỏi các cuộc tấn công trên không. Nó hiện được xem là mục tiêu có giá trị cao đối với quân đội Ukraine. Hệ thống này còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ của Nga. Theo quân đội Mỹ, Buk được thiết kế để bắn hạ máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và các mục tiêu khác của đối phương. Buk có nhiều phiên bản nâng cấp và đóng vai trò là xương sống của Nga kể từ khi các lực lượng Moscow bắt đầu sử dụng hệ thống này vào năm 2008. Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoprenexport thuộc tập đoàn Rostec của Nga cho hay, Buk M2 có thể tấn công các mục tiêu trên không từ khoảng cách 3 đến 45 km. Thưa quý vị, mới đây Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến đấu cơ Nga đã dội bom phá hủy một địa điểm triển khai của một đơn vị vận hành máy bay không người lái UAV Ukraine. Kênh truyền hình quốc phòng Zvezda TV đăng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết địa điểm tập kích ở thành phố Kurakovo, vùng Donetsk, UAV trinh sát Nga đã phát hiện mục tiêu là địa điểm triển khai của đơn vị UAV Ukraine không lâu sau. Chiến đấu cơ Nga ném bom lượng FAB-3000 nặng 3 tấn trúng mục tiêu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ước tính 50 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc tập kích. Nhiều trang thiết bị vũ khí bị phá hủy. Đòn đánh khiến 50 binh sĩ vận hành UAV và sĩ quan huấn luyện thiệt mạng. 7 phương tiện chiến đấu cũng bị phá hủy. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, bên cạnh pháo binh, đơn vị vận hành UAV là lực lượng gây ra tổn thất lớn nhất trong các cuộc giao tranh của cả hai bên. Đây cũng có thể là lý do Nga sử dụng bom lượng hạng nặng FAB-3000 với phạm vi sát thương lớn để đảm bảo loại bỏ mục tiêu. Thành phố Kurakovo hiện là một trong những mặt trận giao tranh ác liệt nhất tại vùng Donetsk. Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tập trung tiến công thành phố này do Kurakovo đóng vai trò là chốt chặn phía nam của thành trì chiến lược Pokrovsk. Tuần trước, Nga đã kiểm soát làng Maximilianovka, cửa ngõ phía đông Kurakovo và đang áp sát khu vực ngoại ô. Trong vài tháng qua, Ukraine đã gia cố phòng thủ ở phía đông Pokrovsk, nên quân đội Nga cũng cần mở hướng tấn công mới. Vượt qua Kurakovo sẽ giúp Nga tiến công thành trì hậu cần Pokrovsk của Ukraine từ phía nam. Trước xung đột Kurakovo, có khoảng 18.000 người sinh sống. Thưa quý vị, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể xung quanh mặt trận miền đông Ukraine trong những ngày gần đây. Các video được ghi lại trong 2 ngày 23 và 24 tháng 10 cho thấy những bước tiến của Nga ở phía đông bắc thành phố Seredove với sự tham gia của các thành viên thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 114 của Nga trong khu vực. Bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK tại Mỹ cho thấy một số bước tiến được Moscow báo cáo trong khu vực từ cả nguồn tin của Ukraine và Nga, bao gồm việc kiểm soát các thị trấn Ismailivka, Krasnyiya và Horodivka trong tuần này. Blogger quân sự người Nga Tu Majot đã đăng tải video trên Telegram về những binh lính mà kênh này cho biết là từ trung đoàn súng trường cơ giới Red Banner số 433 trên nóc một tòa nhà. Một trong số họ đang cầm cờ Nga. Bài đăng cho biết rằng, với những hành động quyết đoán, quân đội của chúng tôi đã phá vỡ hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở trung tâm thành phố. Đồng thời nói thêm rằng, quân đội Nga đang di chuyển về phía Tây. Tuy nhiên, ISVK cho biết rằng, việc Moscow tập trung vào Seredove đã gây ra những tổn hại đến chiến dịch tấn công của họ ở hướng Pokrovsk, trung tâm chiến lược mà Nga đặt mục tiêu kiểm soát ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Việc kiểm soát Seredove sẽ mở đường cho một cuộc tiến công của Nga vào trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk, nằm cách Seredove khoảng 20 km về phía Tây Bắc. Báo Mokovsky Komsomolets cho biết lực lượng Nga đang tiến đến trung tâm Seredove, nơi có dân số hơn 20.000 người trước chiến tranh. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga dọc toàn bộ tiền tuyến đang diễn ra ở khu vực lân cận Seredove.
Nga đã sử dụng cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom để hỗ trợ cuộc tấn công tại đó. Một dự án lập bản đồ tiền tuyến của Ukraine có tên là Deep State đã được hiển thị trên bản đồ rằng quân đội Nga đang kiểm soát vùng ngoại ô phía đông của Selidove, trong khi một phần đáng kể ở trung tâm của nó được đánh giá là vùng xám đang tranh chấp. ISVK cho biết việc Nga tiến vào Selidove cũng như phía nam và phía bắc thành phố có thể sớm khiến cho quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực này để tránh bị mắc kẹt. Nhưng việc giành được khu vực này trong những ngày tới không nhất thiết có nghĩa là Nga sẽ chiếm được Bobrovsk. Theo báo cáo của ISVK cho biết thêm rằng việc kiểm soát Selidove sẽ làm kiệt sức lực lượng Nga, khiến họ suy yếu nếu họ được chuyển lệnh hướng về Bobrovsk. Tuy nhiên, Nga hiện vẫn đang tiếp tục nỗ lực tiến công ở mặt trận này để đạt được mục tiêu. Quân đội Ukraine thừa nhận tình hình trên chiến trường vẫn còn khó khăn khi đối phương tận dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị đang tấn công liên tục vào các vị trí. Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập vào năm 2014, khoảng 80% vùng Donbass, một khu vực than và thép bao gồm cả vùng Donetsk và Lugansk và hơn 70% các vùng Zaporizhia và Kherson. Đồng thời với các cuộc tiến công ở mặt trận Donbass, Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk. Ukraine đã mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga từ đầu tháng 8 với mục tiêu buộc Moscow phải chuyển lực lượng từ Donbass về Kursk để bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, mục tiêu này của Kiev dường như không thành công khi Nga vẫn tiếp tục tiến công mạnh ở Donbass trong những tuần qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24 tháng 10 tuyên bố, khoảng 2.000 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bao vây ở khu vực Kursk. Ông tuyên bố quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn tích cực loại bỏ nhóm quân này khi họ bị bao vây trên lãnh thổ Nga. Ông Putin lưu ý rằng hoạt động này đang được thực hiện bằng mọi phương tiện và lực lượng cần thiết để vô hiệu hóa mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, quân đội Nga đang hành động phối hợp và hiệu quả, cho phép họ bao vây và ngăn chặn số lượng lớn quân đội Ukraine ở khu vực mặt trận Kursk. Tổng thống Putin nói rằng Ukraine tổn thất 26.000 quân ở Kursk. Mới đây, một quan chức quân sự Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến qua tuyến đường thủy quan trọng tại thành trì Chasovia ở miền đông Ukraine, đánh dấu một bước lùi đối với lực lượng Ukraine vốn đang bị bao vây trong khu vực. Thị trấn Chasovia, nơi có dân số trước xung đột khoảng 12.000 người, nằm trên một đỉnh đồi chiến lược. Việc chiếm được thị trấn này có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ của Nga nhằm thọc sâu hơn vào khu vực Donetsk. Nga đột phá thành công qua kênh đảo ở Chasovia. Ivan Petrichas, người phát ngôn của Lữ đoàn 24 của Ukraine cho biết Nga đã vượt qua kênh đảo ở rìa phía đông của thị trấn, nhưng quân đội Ukraine đang ngăn chặn bước tiến của họ. Theo ông Petrichas, tình hình vẫn căng thẳng trong vòng một tháng qua khi các lực lượng Nga cố gắng tiến công đều đặn mỗi ngày. Quan chức này cho biết, ban ngày trời nắng, nhưng ban đêm và buổi tối trời mưa, sương mù bao phủ dày đặc, Nga một lần nữa lợi dụng thời tiết thay đổi để vượt kênh đảo. Hiện tại, kênh đảo đã bị chặn và chúng tôi đang nỗ lực khoanh vùng khu vực cần tấn công. Toàn bộ lực lượng của lữ đoàn đều tập trung vào việc tấn công vào các nơi mà lực lượng Nga bị mắc kẹt. Ông Petrichas nhấn mạnh rằng tình hình trong khu vực hoạt động của lữ đoàn cơ giới số 24 vẫn còn nhiều thách thức. Nga có quân số đông hơn đáng kể so với lực lượng Ukraine và đang tích cực cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ. Họ cũng đang tấn công Chasovia bằng pháo binh, tên lửa và tiến hành các cuộc không kích. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục cố thủ trong thị trấn. Trận chiến giành Chasovia đã diễn ra trong gần một năm. Theo nhà phân tích Julian Rocky của Bài, sau những nỗ lực ban đầu không thành công, ngày 18 tháng 10, đội tiên phong Chechnya của Nga đã vượt qua kênh đảo Servisky Donetsk Donbass và tiến dọc theo vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Chasovia nằm cách Bakhmut, thị trấn mà lực lượng Nga kiểm soát cách đây một năm, khoảng 20 km về phía tây. Thành phố đóng vai trò là công trình phòng thủ tự nhiên. Chasovia bị chia cắt bởi kênh đảo Siversky Donetsk Donbass chảy qua, tạo ra một rào cản tự nhiên giữa tiểu khu Kanan và phần còn lại. Anastasia Bobov-Nipkova, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Lugansk cho biết, đối phương dùng chiến thuật điều động các nhóm tấn công nhỏ và lực lượng bộ binh vượt qua kênh đảo. Tuy nhiên, những cuộc điều động như vậy gây ra tổn thất đáng kể cho Nga. Các lực lượng Ukraine nhanh chóng đẩy lùi các đơn vị Nga. Ukraine gặp thách thức lớn. Quân đội Nga tìm cách chiếm thị trấn Chasovia này vì điều đó sẽ cho phép di chuyển xa hơn về phía Konstantinivka và sau đó là Sloviansk nhằm thực hiện mục tiêu chiếm toàn bộ lãnh thổ Donetsk. Chuyên gia quân sự Oleksandr Musienko lưu ý,
Nga thực sự đã có một số thành công về mặt chiến thuật, tuy nhiên Ukraine đang thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình hình và ngăn chặn các bước tiến tiếp theo của Nga, cũng như ngăn cản Moscow xâm nhập vào khu vực trung tâm của thành phố hoặc vùng ngoại ô phía Tây của Chasovia. Tình hình trở nên phức tạp vì Nga đã triển khai thêm lực lượng mới để đưa vào trận chiến giành Chasovia. Điều này đã dẫn đến các nỗ lực đột phá của họ. Theo ông Musienko, tình hình đang trở nên khó khăn đối với Ukraine do áp lực từ phía Nga, khả năng giữ Chasovia của quân đội Ukraine sẽ được xác định bằng cách hành động chiến đấu quyết liệt và tình hình trên thực địa nếu Nga chiếm ưu thế về mặt nhân lực. Trang thiết bị và tiềm năng tấn công của họ không bị suy giảm, thì Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức đáng kể. Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, có khả năng Ukraine sẽ phải rút lui khỏi Chasovia đến các vị trí khác. Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều này sẽ diễn ra nhanh chóng, vì giao tranh vẫn còn khá ác liệt. Các binh sĩ Ukraine đang làm mọi cách để gây tổn thất cho Nga và ngăn chặn bước tiến của họ. Trong một diễn biến liên quan, các blogger ủng hộ Nga cho biết lực lượng nước này đang tấn công mạnh mẽ vào 4 thị trấn ở miền đông Ukraine. Giao tranh đang diễn ra ác liệt tại các thị trấn Selidove, Hyernik, Kurakove và Toresk ở miền đông Ukraine. Ông Yuri Podolyakka, một blogger quân sự nổi tiếng ủng hộ Nga cho biết, lực lượng Nga đang tấn công Hyernik từ nhiều hướng. Ngoài ra, giao tranh cũng đang diễn ra ở ngoại ô Kurakove và Selidove. Theo dữ liệu nguồn mở, kể từ tháng 9 vừa qua, lực lượng Nga đã tiến công tại Donbass với tốc độ nhanh nhất, bất chấp việc Ukraine chiếm một phần khu vực Kursk của Nga. Truyền thông Ukraine đưa tin, lực lượng lính dù nước này gần đây đã đẩy lui cuộc tấn công bằng thiết giáp của Nga theo hướng Kurakove, thuộc tỉnh Donetsk. Theo thông tin được trang DefenseUA.com, trích dẫn từ lữ đoàn lính dù biệt lập số 46 Ukraine, quân đội Nga gần đây đã triển khai một lượng lớn xe thiết giáp để xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm kiểm soát làng Masimilianivka ở tỉnh Donetsk, từ đó mở đường cho cuộc tấn công vào thành phố Kurakove. Thông tin từ lữ đoàn lính dù số 46 Ukraine viết, đối phương đã triển khai 7 xe tăng và 11 xe bọc thép chở quân hướng về các vị trí phòng thủ của Ukraine. Trong quá trình tác chiến, các lính dù đã phá hủy 2 xe tăng và 5 chiến xa chở quân của đối phương, trong khi 2 xe tăng khác bị hư hại nặng và buộc phải rút lui. Hiện chưa rõ số phận của 28 binh sĩ Nga tham gia cuộc tấn công. Dựa trên những hình ảnh từ đoạn video do lữ đoàn lính dù số 46 Ukraine đăng tải, có thể thấy đơn vị này đã sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để đánh chặn đoàn xe thiết giáp Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.